Như mình ngày xưa khi còn trẻ con ấy thì mình cực kỳ sợ cá, nhưng mà lại rất thích ăn canh cá. Vì canh cá nó chua nên là dễ ăn. Nên là nếu mà bạn nào mà có cùng khẩu vị thích ăn chua như mình ấy, thì các bạn hãy thử xem canh cá nấu kiểu của mình có làm cho các bạn thích món cá hay không. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại cả Dinology và các bạn đã trở lại với bếp của mình. Và hôm nay tin vui đó chính là chúng ta đã trở lại với cả series Chuẩn Cơm Mẹ Nấu. Hôm nay thì mình đã nghĩ ra kỹ, bởi vì hôm nay Chuẩn Cơm Mẹ Nấu ấy có rất là nhiều món, mà một trong những cái món đấy là cái món mình đã lâu lắm rồi mình không làm, nên là hôm nay nghĩ kỹ lắm thì mới làm. Món gì thì các bạn hãy dành hồi sau sẽ rõ, và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nấu ăn thôi, không dài dòng giới thiệu nữa. Và món đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là món cá chấm đen. Cá chấm đen là một cái món mà mình cực kỳ thèm, bởi vì không hiểu sao khi mà mình còn ở Hà Nội, mẹ mình rất hay nấu cho mình ăn. Nhưng mà trong này thì có vẻ mọi người không chuộng con cá chấm đen cho lắm. Nên là mỗi lần đi mua con cá chấm đen ấy thì mình phải mua rất là khó. Mình nhớ cái lần cuối cùng mà mình mua cá chấm đen là mình phải post lên Facebook, sau đó có một chị follower của mình và chị đã mua hộ mình, và sau đó ship đến nhà mình một con cá chấm đen to như này. Ảnh đây này. Đấy, to như thế. Bởi vì con cá chấm đen ngon ấy thì bao giờ nó cũng rơi vào khoảng 4 cân trở lên. Những con cá chấm đen mà nhỏ hơn 4 cân ấy thì thường không ngon. Và mình nhớ hồi bé khi mà mình còn đi học cấp 3 thì bố mình rất hay đón mình ở trường Chu Văn An ở ngoài Hà Nội, ở đường Thụy Khuê. Thì nó có một cái đường ven Hồ Tây, và thỉnh thoảng người ta câu được con cá chấm đen to thì người ta sẽ bán ở đấy. Và thường con cá chấm đen đấy nó rất là hiếm, nên là bán không thì sẽ rất là nhiều người mua, nên thậm chí là phải đấu giá. Và mỗi lần bố mình đấu giá mua con cá chấm đen về, khoảng có những cái con mà rơi đến 2 triệu, 3 triệu ấy, về lúc nào cũng bị mẹ mắng ầm lên là tại sao mua con cá đắt như thế, vừa đắt vừa to mà lại không biết bao giờ ăn mới hết. Nên là mình cực kỳ mê cá chấm đen. Còn ở Sài Gòn thì mình chỉ cho các bạn một chỗ mà các bạn chắc chắn sẽ mua được, đó chính là ở chợ Tân Sơn Nhất. Đôi khi thì có ở một số chợ khác nữa, nhưng mà mình luôn luôn mua ở chợ Tân Sơn Nhất. Ở đấy thì sẽ bán được cá chấm đen, nên bạn nào muốn mua thì hãy ghé chợ Tân Sơn Nhất nhé. Và lần trước thì mình mua ở cái ảnh mà các bạn nhìn thấy thì là con cá chấm đen chị ship cho mình là nguyên luôn, mặc dù đã tách lòng làm sạch rồi nhưng mà chưa chặt khúc. Và đợt đấy mình chặt khúc, mình nhớ là mình làm hỏng luôn cái con dao chặt của mình. Hồi đấy mình dùng con dao cũng bình thường, nó chưa được xịn, nhưng mà cái con dao đấy nó không thể chịu được cái xương của con cá chấm đen, nó quá cứng. Và mình nhớ là cái cảm giác chặt xương của nó thì phải như là chặt xương thịt bò luôn ấy. Nhưng mà lần này thì mình đã rút kinh nghiệm, nhờ các chị cắt luôn tại chỗ. Và con cá chấm đen lần này của mình là khoảng 5 cân. Các bạn có thể thấy các khúc cá rất là to, đã được mình rửa với muối và rượu và để ở trong hộp rồi. Đây là cái đầu và cái khúc giữa này, các bạn nhìn thấy khúc giữa là to kinh hoàng không? Đó. Còn đây là một cái hộp mà mình cực kỳ mê, đây là trứng cá. Mình đã chọn mua con cá cái. Mặc dù là khi mà các bạn mua cá cái thì luôn luôn nó sẽ bị gầy hơn cá đực, bởi vì là một phần dinh dưỡng nó đã dành để nuôi trứng rồi. Nhưng mình cực kỳ thích cái phần trứng cá, cá cái, nên là lần nào mình cũng chịu khó một món cá gầy để có trứng cá. Và món ngày hôm nay của chúng ta kho đó chính là món cá kho làng Vũ Đại. Thực ra thì cá kho làng Vũ Đại là một cái món đặc sản. Và mỗi Tết ấy, thì người ta bán cả triệu đồng một nồi cá kho ở trong thố đất này. Và người ta phải kho khoảng 2 ngày. Nhưng với Dino thì mình sẽ không có nhiều thời gian như thế, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn cách kho cá mà nó nhanh hơn. Dĩ nhiên là sẽ không ngon bằng, nhưng mà với khoảng vài tiếng đồng hồ chúng ta chấp nhận có thể ăn được. Và nếu mà chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa thì kho vài ngày thì càng ngon. Dĩ nhiên là mình không muốn cạnh tranh với cả cá kho làng Vũ Đại đâu, chỉ là một phiên bản cá kho gần gần giống làng Vũ Đại ở trong bếp của mình thôi. Ok, dông dài đủ rồi, và bây giờ nấu ăn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu kho cá. Thực ra con cá này quá to nên chắc chắn là mình phải chia ra một nửa để mình cấp đông, sau đó thì mình kho vào tuần sau chẳng hạn. Đầu tiên kho cá thì mình sẽ mua củ giềng. Thì các bạn nên mua củ giềng tương đối già một tí, bởi vì người ta nói là gừng hay giềng thì càng già càng cay. Ôi, hơi ép uổng từ ngữ một tí nhưng mà đúng là như vậy đấy. Thì các bạn sẽ cho giềng vào đây. Và giềng thì bao giờ các bạn cũng sẽ lót một lớp ở dưới đáy, bởi vì ngày xưa người ta dùng nồi đất ấy, người ta lót giềng ấy để cho cái cá nó không bị bén đáy nồi. Và trong này thì mình có cho một lát gừng nhỏ vào đây. Tiếp đến thì mình sẽ xếp thịt ba dọn. Các bạn nên mua loại thịt nào càng mỡ càng tốt, bởi vì là cá ấy, cơ bản thì nó sẽ là nạc. Thì khi mà chúng ta có thịt mỡ vào thì sẽ làm cho cái mỡ để nó ngấm vào thịt cá, cá ăn sẽ bùi và béo hơn. Tiếp đến thì mình sẽ cho hai củ hành. Hành thì mình không có cắt ra, bởi vì là khi mà kho thời gian dài ấy, thì nó cũng sẽ ra nước mà thôi. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây một khúc cá lớn và một khúc cá lớn nữa. Đấy, mình thấy kho hai khúc như này siêu đủ rồi. Còn đây là phần đầu cá và phần đuôi cá, thì mình sẽ nấu canh chua theo kiểu của mình. Và để kho cá ngon nhất ấy, thì các bạn sẽ sử dụng mật mía
hoặc là các bạn có thể thắng nước Hàn. Mình hôm nay mình sẽ sử dụng mật mía vào đây. Tiếp đến là một vũ khí bí mật mà mình mới nhờ mua được ở ngoài Bắc, đó chính là nước cốt cua đồng. Nước cốt này thì sẽ được thực hiện bằng cua xay và sau đó người ta cho thêm một số gia vị như là ớt và một số thứ để người ta ủ chua. Cái nước cốt này thì vị nó hơi chua chua một tí. Nếu mà các bạn không có nước cốt cua đồng ấy thì các bạn có thể sử dụng chanh và nước mắm ngon cũng được. Nhưng mà cái nước cốt cua đồng này đó chính là vũ khí bí mật của cả kho làng Vũ Đại. Thì mình sẽ cho vào đây. Mùi rất chua các bạn ạ. Tiếp đến, không thể thiếu trong món kho đó chính là nước mắm ngon. Nước mắm này thì mình đang sử dụng nước mắm Hạnh Phúc. Và hôm nay thì mình quên mất, đáng ra phải mua ớt sừng. Nhưng mà mình mua thành ớt chỉ thiên nên là cho vào khoảng 2 quả ớt chỉ thiên thôi. Nhưng mà đúng ra thì các bạn cho ớt sừng thì vừa đẹp mà cái độ cay nó cũng vừa đủ. Và không thể thiếu tiêu. Và sau đó chúng ta sẽ châm nước cho sấp sấp mặt cá. Các bạn lưu ý nên kho ở trong cái nồi nó dày thành một tí. Hôm nay thì mình cho hơi nhiều nước bởi vì là cái tỷ lệ cá trong này nó hơi ít, nhưng mà mình sẽ kho cho tới khi mà cá mềm và ngấm thì mình sẽ bắt đầu mở vung ra để cho cạn nước, nên các bạn yên tâm. Và mình sẽ kho bằng nồi gang và sau đó để lửa thấp thôi nhé. Cố gắng là các bạn, mình biết là các bạn không có thời gian, nhưng mà cố gắng là kho tối thiểu 3 tiếng. Nếu mà muốn ngon thì kho lửa thấp hơn và kho khoảng 10-12 tiếng cho tới 24 giờ đều được. Thì càng kho lâu thì cái cá nó càng sắc lại. Sau khi mà đã kho cá thì chúng ta phải thực hiện một cái bước cực kỳ quan trọng, đó chính là nấu cơm. Bởi vì mình là một người hay kiểu nấu ăn chán chê, xong mở ra thì không có cơm, hoặc là cơm đang ngâm nước lạnh ngắt. Nên là bây giờ phải nấu cơm. Đây, thùng cơm của mình đây. Hai bò cơm. Và mình vẫn đang sử dụng là gạo ST25, gạo ngon nhất thế giới ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi vo gạo nhé. Được cái là dùng gạo ST25 mình thấy khá là sạch nên mình cũng không bao giờ phải vo quá kỹ. Đó. Và mình sẽ chắt bớt nước đi. Và lấy thêm khoảng gần một đốt ngón tay nước. Và các bạn hẳn là nhớ là mình ăn cơm ấy thì bao giờ thì mình cũng sử dụng hạt Hakubaku. Đây là cái hạt làm ở Nhật Bản, là hạt ngũ cốc số 1 Nhật Bản. Đây là hỗn hợp 16 loại hạt khác nhau. Và mình đã nói với các bạn rồi, ở Nhật ý, người ta khuyên rằng là một ngày chúng ta nên ăn khoảng 20 mấy loại thực phẩm khác nhau, thì bao gồm thịt, rồi cơm, rồi gia vị, rồi rau nọ rau kia. Thì nên ăn càng nhiều loại thực phẩm càng tốt, nó đảm bảo cái sự đa dạng về nguồn dinh dưỡng. Nên là ở Nhật người ta phát minh ra cái loại hạt này. Thì khi mà chúng ta ăn ở đây thì có 16 loại hạt khác nhau đã được tinh chế, thì chúng ta đã ăn 16 loại, thì chúng ta ăn thêm vài loại nữa đã đảm bảo đúng như các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rồi. Và ở trong này thì có rất là nhiều hạt ấy, mình cũng không nhớ được tên. Mình có thể đọc cho các bạn ở đây là hạt kê vàng, gạo đen này, đậu đen này, chi dền này, gạo lứt này, diêm mạch, hạt bo bo, đậu đỏ, mè đen, mè trắng, kê nếp, lúa mạch, gạo đỏ, kê ban, gian, ý dĩ, ngô. Và tất cả những cái loại hạt này thì đã được xử lý để cho nó dễ ăn. Bởi vì các bạn biết rằng những cái hạt này nếu mà để bình thường ấy thì nó rất là cứng và khó tiêu. Nên ở trong này người ta cũng đã xử lý để dễ ăn rồi. Nên là mình ăn cái này mới rất là mê. Lâu lâu thì mình lười ấy, nên là mình không sử dụng. Nhưng mà tốt nhất là nên sử dụng cái này, sử dụng hàng ngày. Và các bạn sẽ có một cái sức khỏe tốt hơn. Và cái việc mình ăn này ấy, thì ăn kiêng nó chưa bao giờ trở đến dễ đến như vậy. Và thông báo cho các bạn là dạo này mình cũng đỡ mỡ bụng rồi. Vì vậy là các bạn hãy tin mình đi, cứ ăn như thế này thì các bạn sẽ ăn bớt cơm lại và cái cơm dinh dưỡng nó sẽ tốt hơn. Và cách sử dụng ấy thì là đầu tiên các bạn vo gạo, sau đó các bạn cho thêm hạt vào, rất là dễ. Thông thường thì mình cho khoảng 2 gói. Bạn nào mà mới ăn chưa quen thì các bạn có thể sử dụng 1 gói, còn mình sử dụng 2 gói cho 2 bò cơm. Đó, sau đó mình sẽ lấy một cái đũa, mình trộn đều một tí để tí nữa khi mà cơm chín ấy thì tất cả các cái hạt nó đều vào với nhau. Và các bạn nhớ là bỏ sau khi vo gạo nhé. Hồi mà mình mới xài thì mình rất hay quên, mình cứ bỏ vào lúc vo gạo xong rồi cái hạt này nó nổi, vo không nổi hơi bị hâm. Vì tất cả những cái này người ta đã được xử lý rất là sạch sẽ rồi. Và có một điểm, nếu mà các bạn cảm thấy mình sức khỏe mình ok rồi, không cần ăn kiêng, không cần phải lo về vấn đề cân nặng cũng như mỡ các thứ, thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái gạo này ăn hàng ngày. Bởi vì dù sao nó cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe. Mình thì mình cũng đã gửi một hộp về cho mẹ mình rồi và mọi người đều ăn rất ok. Nó dễ ăn hơn rất là nhiều so với cái chế độ ăn mà các bạn chỉ ăn gạo lứt. Bởi vì ăn gạo lứt ấy thì cái việc chế biến gạo lứt nó quá khó và phức tạp, cũng như là thời gian nấu quá lâu, nên là mình cực kỳ mê cái này. Và mình sẽ nấu cơm như bình thường. Ok, quay ra nấu canh đi. Như các bạn đã biết hôm nay mình có một cái đầu khổng lồ, thì thực ra thì mình sẽ chỉ rán sơ sơ thôi để nấu canh thành thói quen ấy. Kiểu ngày xưa ở nhà thì mẹ mình lúc nào cũng
nấu canh thì cũng dám sơ sơ. Và bây giờ mình đang thử dùng một cái loại dầu mới, đây là dầu Ajinomoto sách tay ở Nhật. Nói chung là cũng khác khác, dầu hạt cải dùng cũng thơm thơm. Và các bạn có thể thấy rằng mình có rất là nhiều trứng cá ở đây, thì mình cũng sẽ chiên luôn trứng cá. Vừa nãy thì mình để cái nồi cá ấy, nó đầy như này để có một cái món đặc biệt mà mình cực kỳ mê, đó chính là trứng cá chiên, sau đó cho vào kho cùng với cả cá. Tuyệt đỉnh. Ăn kiểu đấy xong có thêm một lon bia ấy, không còn gì bằng các bạn ạ. Rồi đầu con cá này nó cũng to. Mình sẽ dán sơ sơ cái phần ngoài, còn đây là phần trứng cá. Nói chung là mình biết dán cái này sẽ rất là bắn. Mình cũng cố gắng thấm khô nước ấy, nhưng mà khó quá các bạn ạ. Ôi các bạn nhìn này, bộ lòng con cá này dữ dội không. Nhưng mà mình thì chắc mình không quen ăn lòng cá với cả nội tạng cá mà to như này đâu, nó béo lắm. Nên là mình sẽ để dành cái này tí nữa chế biến riêng cho mochi và matcha. Lâu nay mochi matcha được một bữa linh đình. Cái cá này thì khi mà chiên ấy nó cũng sẽ rất là bắn, nên chúng ta sẽ cố gắng lưu ý là chiên thật nhỏ lửa nhá. Hơi mất thời gian một tí nhưng mà nó sẽ chín dần dần. Cái đầu cá thì không cần chín đâu. Đầu cá mình sẽ cho thẳng vào trong nồi canh để nấu, và mình sẽ hầm cho nó nát ra bằng nồi áp suất. Trứng sau khi chiên ấy thì nó sẽ cứng hơn và dễ định hình hơn, thì đem vào kho thì là cực kỳ tuyệt vời. Còn cá thì mình chiên để cho cái lớp bên ngoài nó bớt nhớt thì sẽ sẵn sàng để nấu canh. Và bây giờ trứng thì cũng đã vàng rồi, mình sẽ cho sang đây, cho vào nồi canh. Thực ra thì cá kho làng Vũ Đại sẽ không có trứng này đâu, nhưng mà món này là món nhậu của bố mình ngày xưa, xong rồi mẹ mình hay nấu nên mình rất là mê. Khi cho vào dầu con sôi nó xèo xèo rồi, khi mà trứng nó ngấm cái nước thì kho ấy, ôi trời ơi, tuyệt đỉnh các bác ạ. Và mình không, có một điều rất kỳ lạ ấy, là ăn nồi cá kho, tuy nhiên là trứng và thịt ấy thì bao giờ cũng là cái hết trước, cá lại là cái hết cuối cùng, rất là lạ. Nhà mình ăn toàn thế, có lẽ là bởi vì mình thích ăn trứng và thịt hơn là ăn cá. Không hiểu sao mình rất thích những cái con trứng và những cái con dưới nước nữa, ví dụ như là trứng cua, trứng tôm, trứng cá mình đều thích. Nói chung là khi mà cá đã kho ở trong nồi ấy thì mình sẽ phải để nguyên cái miếng cá đấy, cố gắng là không đụng đến miếng cá nhiều, không là nó sẽ bị nát. Và chúng ta sẽ kho liu riu thế này thôi, và trứng lúc sau sẽ ngấm. Và tổng kết lại cái định lượng ngày hôm nay nhé, hôm nay mình kho hai khúc cá lớn, nó rơi vào khoảng 1 cân, thì mình dùng khoảng nửa cân thịt ba dọi mỡ. Nếu mà các bạn muốn ăn nhiều thịt hơn thì các bạn có thể dùng cả 1 cân luôn, tùy vào nồi các bạn. Sau đó thì mình dùng khoảng 300g ngựa giềng. Nếu mà các bạn thích giềng rộng hơn thì có thể dao động lên đến 400g. Tiếp đến là một miếng gừng nhỏ. Sau đó là 2 quả ớt sừng, khoảng 100ml nước cua đồng. Sau đó là khoảng 50ml nước mắm ngon và một chút hạt tiêu, như vậy là đủ rồi. Thực ra kho các bạn nghĩ là khó, nhưng mà thực ra nó quá là dễ, bởi vì là tất cả chỉ có bỏ vào đấy, và các bạn gia giảm định lượng, tương đối các nguyên liệu làm sao cho chính xác nhất, làm sao cho cân với cái khẩu vị của mình nhất, chứ không có chính xác, bởi vì khẩu vị của mỗi người một khác, không có cái gì gọi là chính xác cả. Và các bạn cứ để yên đấy và kiên nhẫn thì thể nào nồi kho các bạn thành công. Tin mình đi, ai trên đời này cũng có thể kho thịt và kho cá thành công. Và bây giờ thì đã đến lúc chúng ta nấu canh. Nấu canh cá ấy, thì mình sẽ sử dụng rất là nhiều hành tím theo cái cách nấu của mình. Ở đây thì mình phải cho vào khoảng 7 củ hành tím và chúng ta xay. Wow, nhiều thật đấy. Voilà. Ở đây thì mình đã để sẵn một cái nồi áp suất. Thực ra mình chỉ cho các bạn một bí mật nhé. Bình thường mình nấu canh cá ấy, thì không phải lúc nào mình cũng có cá đâu. Để có những lúc mà mình mua một con cá điêu hồng về, xong mình không có cái phần đầu và phần đuôi để mình nấu canh cá. Thường thì mình sẽ chiên con cá đấy lên, sau đó thì mình lấy chính cái mỡ chiên con cá đấy để nấu canh cá, và không có một tí cá nào, mặc dù cái vị nó hơi nhẹ một tí nhưng chúng ta ăn cũng vẫn được. Kiểu nhiều lúc mà kiểu thiếu thốn, kiểu không đủ ấy, thì chúng ta vẫn được một cái nồi canh cá. Đấy là bí quyết của mình, bởi vì chỉ cần cái mùi của thịt cá nó ra cái mỡ đấy, xong mình nấu thành canh cũng được. Nghe thì hơi bị kiểu thiếu thốn một tí nhưng mà vẫn vui. Mình sẽ sử dụng dầu ăn, sau đó thì mình sẽ cho chỗ hành này vào. Cái cách nấu canh cá mình sẽ sử dụng rất là nhiều hành khô như này. Mình sẽ phi thơm hành lên. Đợt này nấu ăn nhiều hành ghê các bạn. Nhớ đến cái đợt mà làm bánh trung thu xôi xéo, bao nhiêu là hành mình vẫn còn ám ảnh. Bây giờ thì lại hành tiếp. Sau khi hành đã tương đối thơm thì mình sẽ cho vào đây khoảng 7 quả cà chua. Chúng ta sẽ xào cho đến khi cà chua nó mềm mềm một tí. Cay mắt quá. Đây. Sau đó mình sẽ cho cái đầu cá này vào.
đáng ra là đầu cá nên bổ đôi theo chiều dọc nữa thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà thật sự là ở nhà mà với khả năng chặt của mình ấy thì không thể nào xử lý được cái đầu cá chặt đôi được. Sau đó thì mình sẽ cho nước vào. Mình rất thích một món ở Nhật mà người ta sử dụng cá, đó chính là món ramen. Không biết các bạn đã ăn ramen cá chưa? Ramen thì cũng giống một cái món phở của mình, người ta hay nấu nước lèo rất là chất ấy. Thì người ta có một cái loại ramen là nấu từ thịt heo, người ta ninh cái nước mà nó đặc sệt lại. Nhưng mà cũng có một cái loại tương tự như thế với cả cá. Cá cũng đặc sệt lại và cái mùi cá nó rất là đậm. Vì vậy là sau khi mà mình ăn ramen cá xong, mình phát hiện ra rằng là thực ra nước dùng cá cũng rất là ngon. Nếu mà chúng ta chế biến với đủ gia vị cũng như là các loại rau ấy thì nó sẽ át chế được cái mùi tanh. Và cái vị ngọt của cá thì cực kỳ thú vị mà lại còn tốt cho sức khỏe nữa. Đã khuyên rằng là không nên chỉ ăn đạm từ những cái con bốn chân như là con bò, con lợn, mà rất nên ăn đạm của cá nữa. Và mình biết rằng là rất nhiều bạn sợ cá đúng không? Hồi bé mình cũng sợ, bây giờ thì hết rồi. Nhưng mà có những cái cách chế biến mà mình nghĩ rằng là sẽ không ai sợ cá cả. Như mình ngày xưa khi còn trẻ con ấy thì mình cực kỳ sợ cá, nhưng mà lại rất thích ăn canh cá. Vì canh cá nó chua nên là dễ ăn. Nên là nếu mà bạn nào mà có cùng khẩu vị thích ăn chua như mình ấy, thì các bạn hãy thử xem canh cá nấu kiểu của mình có làm cho các bạn thích món cá hay không. Trước khi cho vào hầm thì mình sẽ cho vào đây khoảng 3 thìa nước mắm. Sau đó mình sẽ hầm cho đến khi cái đầu cá nó mềm ra và nước cá nó ra. Thực sự là từ hồi có cái nồi áp suất ở trong nhà, mình hơi bị lạm dụng nồi áp suất, nhưng mà nó cũng khiến cho cái công việc nấu ăn của mình nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Nồi gang và nồi áp suất. Nồi gang thì để kho, nồi áp suất thì để nấu các món canh hầm. Nó tiết kiệm thời gian trong căn bếp một cách kinh khủng luôn. Và với những cái đứa mà thích ăn đồ hầm, đồ mềm, cái đồ mà những cái chất dinh dưỡng nó ra hết nước mà đặc quánh sôi thịt như mình ý, thì thật sự những cái nồi này đã giúp ích cho mình rất là nhiều. Voilà, canh chua đã ra rồi. Và bây giờ thì mình check một tí nhá, xem cá nó đã mềm chưa. Nhìn này thì đã thấy nước cá và mùi cá rất là thơm. Và mỗi người thì sẽ sử dụng canh chua để cái vật dụng làm chua nó khác nhau nhá. Người thì thích sử dụng dứa, khế, mẻ, rồi các thứ. Như là mình, favorite của mình vẫn là cái này. Đấy, chắc các bạn nhìn kỹ này. Đó, các bạn thấy không? Giống beauty blogger không? Che. Đấy, đây các bạn biết là gì không? Đây chính là tai chua. Tai chua là một cái quả ở phía dân tộc miền núi phía Bắc ấy. Người ta sẽ cắt cái quả này ra, sau đó người ta phơi khô thì nó có một cái vị chua hơi gắt gắt một tí, chảy hết cả nước miếng. Mỗi lần ngửi thì chảy nước miếng. Cái quả này ấy, khi mà cho vào canh ấy, thì nước nó sẽ hơi đen đen một tí. Nhưng được cái vị chua gắt nó cực kỳ hợp với cả cá hoặc là các món hải sản. Vì vậy là bạn nào mà chưa dùng thử bao giờ, mình thật sự khuyên các bạn nên thử tai chua. Đây, mình sẽ cho vào đây với nồi canh này. Mình sẽ cho vào khoảng 4 tai. Đó. Thêm một ít cái nhỏ nữa. Sau đó, khi mà đã hết qua giai đoạn ninh, thì mình sẽ cho vào đây khoảng một thìa mì chính. Cơ bản là như vậy. Nhưng mà nhà mình ấy, với khẩu vị của mình, thì mình còn có một nguyên liệu nữa. Đó chính là tương ớt. Bởi vì mình thích ăn canh cá hơi cay cay một tí. Đấy, một ít thôi, không quá cay. Vì cay quá thì nhỡ đâu khách mời hôm nay lại không ăn được thì sao. Và mình sẽ để cựa lửa liu riu cho cái canh này cho đến khi mà cá nó mềm thêm một tí nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ quay sang check cái nồi cá nhé. Đấy, các bạn thấy không, nồi cá bắt đầu nước, bắt đầu đặc sệt lại. Nhưng mà vẫn chưa được đâu, mình sẽ phải kho thêm khoảng trong vòng 2 tiếng nữa thì cá sẽ ăn được. Và đến bây giờ thì mình xin thông báo là cameraman của mình đã hết giờ làm việc. Nên là bây giờ mình sẽ tự quay. Và từ bây giờ trở đi sẽ là những footage Dino tự quay. Nên nếu mà có rung lắc thì các bạn hãy đảm bảo ngồi trên ghế, thắt dây an toàn và đảm bảo tiền đình của mình nhé. Voilà, cơm đã chín. Các bạn thấy không? Wow. Đây, cơm trộn hạt nó sẽ như vậy này các bạn này. Và bây giờ mình sẽ bới cơm lên. Bởi vì hôm nay phút cuối bất ngờ có thêm khách, nên bây giờ mình sẽ phải làm thêm một nồi cơm nữa, phải gấp đôi chỗ này bởi vì thêm khách. Rồi bây giờ mình sẽ xới cơm này ra và thổi thêm một nồi cơm, xong tí nữa trộn cả hai vào cho nó đồng đều với chất lượng. Và bây giờ mình đang chiên đậu các bạn ạ. Đậu này là đậu chị Yến mình mua trước cửa nhà. Đậu rất là mềm. Và mình chiên với cả dầu hạt cải của Ajinomoto đó. Và bây giờ thì đang chiên. Các bạn thông cảm nhé, máy quay hôm nay chọn máy quay hơi to nên là không thể vừa quay vừa nấu được, và hy vọng không quá rung cho các bạn. Hôm nay thì mình quyết tâm làm đậu tẩm hành, mặc dù bình ngày thường ấy thì mình hơi lười. Đậu tẩm hành thì dễ lắm, các bạn chỉ cần một loại nước mắm ngon pha với một chút nước sôi, sau đó là cho hành vào, và nhớ là nước sôi dội lên hành để cho hành nó chín chín bớt thì nó bớt hăng.
cộng với cả đậu sau khi rán ở trong chảo ấy, thì nó còn nóng, mình nhúng vào đây thì hành nó sẽ chín và nước mắm nó sẽ quyện vào. Ôi, hơi ít hành tí nhưng mà chắc đủ ngon rồi. Các bạn nhìn này, nồi cá của mình bây giờ tương đối rồi đấy, mình đã kho được khoảng 5-6 tiếng gì đấy. Và bây giờ thì mình mở vung ra cho nước nó sắt lại một tí là được. Thực ra thì lần đầu ăn ấy nó chưa phải là ngon nhất đâu. Phải đến kho lại lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba thì càng kho nó sẽ càng ngon. Nhưng mà mình nếm nếm ngày hôm nay ổn đấy. Được dùng nước cua đồng, vị rất là ok luôn. Còn đây là canh. Canh thì mình ninh đủ lâu nữa, các bạn thấy cái đầu cá nó mềm nhục ra không? Và nước thì bây giờ vô cùng ngọt ngọt ngọt. Ở bên này thì chị Mai đang giúp mình làm món rau. Bình thường thì mình không có ăn rau nhiều, nên là mình làm rau thì để phục vụ các bạn thôi. Hôm nay thì mình sẽ làm món su su xào tỏi. Su su với tỏi này, đây. Đấy, mình đang nhờ chị Mai. Không có đủ tay để làm các bạn ạ. Dầu vừa rán đậu xong nên mình cũng tận dụng. Tại vì nó cũng chưa bị cũ lắm hết. Đấy, khi mà tỏi đã thơm lên rồi, mình sẽ bỏ su su vào. Quá là, rồi máy quay to khổ quá, không thể vừa cầm vừa quay được. Nên mình đã sẽ cố gắng. Wow, bao quả su su hơi bị nhiều. Su thì mình sẽ cho vào đây khoảng bao quả su su mình cho vào khoảng một thìa bột canh. Kèm với đấy là một chút nước mắm thôi, rất thơm. Trong bếp ấy, mình cực kỳ thích dùng nồi to và chảo to, bởi vì không bao giờ bị thiếu chỗ cả. Bởi vì đối với mình ấy, thừa còn hơn thiếu. Nhiều khi rơi đến tình huống này xào rất khó chịu. Ok, cái công xào đơn giản lắm, chỉ cần tỏi thơm, nước mắm ngon, một chút bột canh, thế là được rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ phi tỏi cho món cuối cùng, phi hành, sorry. Đây là hành khô nha, hành tím nha. Thơm thơm tí thôi. Sau đó thì sẽ cho toàn bộ chỗ chua thái hạt lựu. Đây là ba quả cà chua chị Mai vừa thái cho mình. Hôm nay mình đổi mic để cho các bạn nghe tiếng đồ ăn nghe rõ hơn, các bạn thấy hay không? Mời. Mình sẽ hầm chỗ cà chua này cho nát ra một tí, cộng vào đó là một chút ketchup. Đây là món yêu thích của mình hồi nhỏ. Các bạn ơi, nhầm, đây là tương ớt. May mà cũng chưa gây ra hậu quả gì lớn lắm, bởi vì khách mời chúng ta không ăn cay. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây chút ketchup nhé. Đây là cái công thức mà mình hay ăn hồi nhỏ, vì ketchup nó hơi có cái vị chua chua ngọt ngọt một tí. Các bạn có thể cho thêm tương ớt nếu các bạn muốn. Vừa nhầm nhỏ sang trồng trọt. Mình thái cà chua hạt lựu này để cho nó dễ mềm hơn. Khi mà mình thấy cà chua nó bắt đầu sệt sệt mềm mềm rồi thì đây, món của những kẻ biếng ăn. Mình sẽ cho trứng vào. Hồi bé mình nhớ là mình không thích ăn cá, nên là bữa nào cũng sẽ có trứng sốt cà chua cộng với cá. Hai món này rất hay đi với nhau, nên là hôm nay mình mới làm lại hai cái đó. Nhưng mà bây giờ thì mình ăn cá mê mẩn lắm, nên là không bao giờ có chuyện là ngồi ăn trứng không. Cái này chỉ là một món ôn lại thời thơ ấu thôi. Các bạn cứ đảo này này để cho trứng nó thành vân. Trứng thì các bạn với hôm nay mình đã đánh 3 quả trứng với cả khoảng một thìa cà phê nước mắm, thế là được. Cho thêm chút tiêu cho thơm. Các bạn để trứng nó ướt ướt cỡ này thôi nhé. Ăn với cơm rất là ngon và tốn cơm. Bởi vì các bạn đừng lo là trứng bị quá ướt, bởi vì trong này chúng ta còn nước cà chua nữa. Xong, trứng sốt cà. Và bây giờ cơm đã sẵn sàng, có canh cá này, có gì đây, su su xào. Đây là cá kho. Vừa nãy mình đó, có khách đến là cậu kêu. Còn đây là cá kho. Vừa nãy mình múc ra thì hơi bị nát một tí. Trứng, đậu và đặc biệt là món đầu cá. Bình thường mình rất mê món đầu cá này các bạn ơi. Đấy, ôi to quá. Đến giờ sới cơm, hôm nay đông khách nên cơm. Đây. Hakubaku, tốt cho sức khỏe. Đây là hạt, đây là cơm trộn 16 loại hạt. Đấy, thì khi có 16 loại hạt thì sẽ ăn được nhiều loại thực phẩm trong ngày hơn. Và người Nhật người ta khuyên rằng là một ngày nên ăn 26 loại thực phẩm. Chính xác. Thật chính xác không? Anh người Nhật về đấy. Và đây bây giờ mọi người thấy không? Trong bữa cơm hàng ngày thì cũng có thể sử dụng 16 loại hạt. Và không cần phải ăn kiêng mới sử dụng được. Ok, em sấy cơm cho. Không, nhưng mà đúng là bên Nhật là khi mà đi ăn ở ngoài người ta sẽ có, lúc nào sẽ có hai option là cơm trắng cả cơm có hạt. Đây cho mọi người gọi.
tùy theo sở thích của mọi người. Bình thường bữa tối Giang chỉ dám ăn một chén cơm, nhưng hôm nay vì ăn cơm nhìn có vẻ lành mạnh cho nên có thể Giang ăn hai chén. Nhưng mà thực ra là cơm này rất mau no nên là chưa chắc chị đã ăn được hai chén. À thế hả? Nghe vâng. Video quảng cáo là có con cá 6 cân nên là lao đến từ quận 2. Ừ, đấy, cá 6 cân. Hôm nay thì thực ra là nếu mà đi nô không nấu thì chắc là mọi người sẽ không được cơ hội để ăn cá 6 cân. Cá này là bắt ở đâu? Em phải lên tận chợ Tân Sơn Nhất để mua, là gần sân bay. Ô, chị, thôi nào, thôi nào. Thôi nào. Thôi chiều là bao nhiêu. Chiều là bao. Bây giờ thì sẽ bắt đầu bữa ăn. Như thường lệ thì mình sẽ ăn cơm rất là sớm để mọi người được tự do và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hy vọng rằng bữa ăn ngày hôm nay đã là một gợi ý cho các bạn. Nếu mà các bạn muốn mua cá 6 cân ấy thì hãy đến chợ Tân Sơn Nhất. Nếu mà các bạn muốn mua hạt cơm trộn ấy thì hãy lên Tiki. Và nếu mà các bạn muốn mua dầu ăn ấy như mình đã giới thiệu thì đến siêu thị nhé. Còn bây giờ hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Nhớ subscribe cho mình. Bye bye.